Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 22 tháng 12 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông nhanh. Do vậy, vào thời điểm đêm nay cho đến sáng mai và khoảng tối muộn ngày mai, trời còn có mưa nhỏ vài nơi cùng tình trạng sương mù khá dày, đặc biệt tại các đèo dốc ở khu vực vùng núi, vùng giáp biên và đồng bằng. Tiết trời lúc này rét nhẹ tại đồng bằng với nhiệt độ từ 18 đến 21 độ và ở vùng núi, nhiệt độ chỉ trong khoảng 15 cho tới 18 độ. Về trưa chiều mai, trời giảm mưa, khả năng có nắng nhẹ, nhiệt độ toàn miền tăng dần lên mức từ 25 đến 29 độ, trời ấm. Tuy nhiên, độ ẩm trong không khí trong 24 giờ tới tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ tăng cao, trung bình ngày dao động ở mức từ 89 cho tới 94%. Thưa bà con, vào những ngày thời tiết có mưa và độ ẩm cao như hiện nay tại khu vực Đông Bắc Bộ là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi, phát triển của nhiều loại virus gây bệnh trên nhóm cây ăn quả có múi. Trong đó có vi khuẩn gây bệnh vàng lá gân xanh hay còn gọi là bệnh greening. Đặc biệt ở những cây có rầy trồng cánh tìm đến để đẻ trứng thì khả năng xuất hiện bệnh cao hơn bởi đây là loài côn trùng được xem là vật trung gian truyền bệnh. Khi mắc bệnh vàng lá gân xanh, cây ăn quả có múi thường có các biểu hiện như là phiến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại có màu vàng, nhưng gân chính và gân phụ vẫn còn màu xanh và nhỏ, mọc thẳng đứng. Quả có hình dạng méo, nhỏ hơn bình thường, có quầng đỏ từ dưới lên phía cuống. Khi bổ dọc thì tâm quả bị lệch hẳn sang một bên, hạt thường bị thối, có màu nâu. Phần rễ cây thì cũng bị tổn hại, đa số hỏng phần rễ tơ, chỉ còn lại các rễ chính. Diễn biến của bệnh tương đối nhanh nên cây chết rất nhanh từ nhánh bị nặng cho đến nhánh nhẹ. Để phòng trừ bệnh vàng lá, gân xanh trên cây ăn quả có múi, bà con nông dân cần sử dụng tổng hợp nhiều biện pháp đồng bộ mới đem lại được hiệu quả, như là không nên sử dụng cây giống trôi nổi không rõ nguồn gốc, không trồng cây sạch bệnh trong ổ dịch không được cách ly, thường xuyên thăm vườn để sớm phát hiện sự gây hại của bệnh. Tạo tán tỉa cành để vườn thông thoáng, tránh giao tán. Lưu ý là khử trùng các dụng cụ cắt tỉa trước khi chuyển từ cây này sang cây khác để tránh sự lây nhiễm. Bón phân cân đối và vừa đủ, không quá nhiều phân đạm để tăng sức đề kháng và chống chịu sâu bệnh của cây. Trường hợp phát hiện vườn cây mắc bệnh vàng lá gân xanh, bà con tiến hành chặt bỏ cây bệnh để loại bỏ mầm bệnh trong vườn, phun thuốc trừ rầy trồng cánh trên cả cây. Bên cạnh đó, bà con nên bảo vệ và phát triển thiên địch của dây trồng cánh như là các loài ong ký sinh, kiến vàng, bọ rùa. Khi mà mật số thiên địch trong vườn cao sẽ làm giảm mật số của dây trồng cánh. Tiếp tục với thông tin thời tiết tại Trung Bộ, những cơn mưa tại phần phía Bắc của đèo Hải Vân cũng giảm dần cả về diện và lượng. Thời điểm tập trung vào cuối ngày, còn vào ban ngày nắng là trạng thái chủ đạo trên toàn miền, nền nhiệt trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 27 đến 30 độ tại các tỉnh Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động canh tác nông nghiệp của bà con. Đi xa hơn về phía nam của đất nước đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, do không có hình thế gây mưa nào tác động nên trời tiếp tục khô hanh, ban ngày số giờ nắng kéo dài, tuy nhiên cường độ bức xạ không mạnh tại Tây Nguyên nên nhiệt độ ban trưa duy trì từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ thì nắng có phần mạnh hơn, nhiệt độ vì thế cũng cao hơn, phổ biến mức nhiệt từ 31 cho tới 34 độ, có nơi còn cao hơn. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, rải rác có sương mù, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi thấp hơn, cao nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, rải rác có sương mù, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho tới 21 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, cao nhất trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, rải rác có sương mù, ban ngày trời nắng. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho tới 22 độ, phía Nam có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam có nơi còn cao hơn. Đến với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ, cao nhất trong khoảng từ 27 đến 30 độ, phía Nam cao hơn. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng là từ 16 cho tới 19 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.